Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với cái chuyên mục phân tích của mình. Trên màn hình của chúng ta thì đang là sản phẩm Bitcoin. Sản phẩm Bitcoin thì các bạn thấy hiện tại bây giờ là đã tăng rất mạnh, vượt qua cái mốc mình kẻ ở đây là 1.000 và hiện tại bây giờ đang 54.300. Lên cao nhất thì đã đến 55.700 rồi. Thì cái sản phẩm Bitcoin này nó đang khá là giống với lại kỳ vọng của mình thấy có khả năng Bitcoin sẽ còn tăng rất mạnh trong giai đoạn vừa rồi. Và các anh chị biết được là trong giai đoạn vừa rồi có một cái sự kiện xảy ra, đó là Trung Quốc tuyên bố rằng là Bitcoin hay là các đồng tiền ảo đó đều là phạm pháp, đúng không? Họ không chấp nhận cái đồng tiền đấy và quy vào là phạm pháp ở Trung Quốc. Thì cái sự kiện đấy nó làm cho Bitcoin cũng tác động đến Bitcoin giảm. Thì lúc đấy rất nhiều người nghĩ đến là Bitcoin sẽ sập rất mạnh. Thì bản thân mình cũng có một cái view, đó là cái sự kiện đấy có ảnh hưởng, nhưng mà với kỹ thuật thì mình lại cho thấy là nó sẽ tăng. Thì chính vì kỹ thuật mình cho thấy sẽ tăng, thế nên là mình nghi ngờ cái động thái đấy là cái động thái mà nó làm cho giống như là động thái đè giá gom hàng đó, giống như động thái đè giá gom hàng. Thế thì trong cái phân tích kỹ thuật thì nó có sự mâu thuẫn. Khi mình nhìn ra thì kỹ thuật thì mình thấy là các vùng cầu vẫn đang chiếm ưu thế, mà tin tức cơ bản lại xấu. Thì không phải lúc nào nó cũng đúng cái trường hợp đấy, và có lúc là nó sai. Tuy nhiên là trong trường hợp này thì nó đúng. Và cái xác suất của phân tích kỹ thuật, cái view nhìn về dài hạn với cách sử dụng Ichimoku của mình thì mình thấy khá xác suất chung và dài hạn khá là cao. Khó một cái nữa là chuyển hóa từ cái việc đấy sang cái việc trading thành công nữa thôi, thì nó cần thời gian và không phải ai cũng làm tốt. Bản thân mình trading ngắn hạn cũng rất là tệ. Tuy nhiên là mình vẫn muốn chia sẻ với mọi người ở các góc nhìn này, là Bitcoin này là một này, là thứ hai nó là vàng là cái thứ hai. Thì trong tuần vừa rồi mình chia sẻ với bên Atop những anh chị và các bạn nào tham dự vào cái buổi sáng chủ nhật vừa rồi, sáng thứ bảy tuần trước, thì mình cũng có phân tích rất kỹ về Bitcoin và vàng. Thì hiện tại bây giờ thấy là xu hướng của nó đi khá là đúng, những anh chị nào chưa xem có thể xem lại clip này hôm mình đăng lên hôm 5 tháng 10, là clip mà bên Atop họ quay lại cái hôm sáng thứ bảy. Và như thường lệ sáng thứ bảy tuần này là 10 giờ sáng thì tiếp tục là bên Atop và mình sẽ tiếp tục là phân tích giao dịch cho tuần sau, vẫn là vàng và chỉ số Bitcoin hoặc các sản phẩm nào các anh chị có thể hỏi. 10 giờ sáng nha mọi người, qua link room thì các anh chị và các bạn, những ai mà muốn tham gia cái buổi này thì có thể là quét cái mã QR ở đây, hoặc là mọi người đăng ký vào cái đường link mình để dưới phần mô tả, và đường link này các anh chị đăng ký vào đây thì đội ngũ của bên Atop họ sẽ chủ động liên hệ với mọi người để cung cấp cái link webinar. Thì mình cũng sẽ đến hôm đấy, mình cũng sẽ để cái link webinar của mình lên Facebook và YouTube. Anh chị và các bạn, những ai thực sự quan tâm thì dự báo cho tuần sau giống như tuần vừa rồi mình làm thì các anh chị lại tiếp tục nha. Và tuần này thêm một cái nữa, điều này thì mình đang làm cái series mà các anh chị và các bạn biết được là mình đang làm cái series Pricing. Tuần vừa rồi là mình đã đăng được cái bài số 3 là kênh xu hướng trong trading Pricing rồi. Bài số 4 tiếp theo mình sẽ làm về các mô hình giá, mẫu hình nến và mô hình giá. Thế thì cái phần mô hình giá này thì mình cũng bật mí luôn, nếu sáng thứ bảy tuần này những anh chị nào tham gia thì mình sẽ chia sẻ luôn trong cái buổi đấy, là những cái cách và tư duy để mình gọi là định hình cái mô hình ở trên biểu đồ. Từ cái tư duy đấy thì nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn, đến khi mình làm cái bài đó ra thì mọi người sẽ gần như là dễ hiểu hơn các cái bài mình làm. Hoặc mọi người có thể hỏi, ví dụ như ở đây các anh chị và các bạn thấy Bitcoin ở đây chúng ta thấy có một cái mô hình này đúng không? Có một cái mô hình này thì chúng ta có thể gọi nó là một cái mô hình, một cái kênh, gọi là cái name cũng được. Thì cái mô hình này mình vẽ thì lý do tại sao mình lại vẽ như thế này
Thì các anh các chị và các bạn, những ai tham gia thứ bảy thì mình có thể giải đáp, chia sẻ. Tức là nó có một cái bộ quy tắc mà mình vẽ chứ không phải là không có. Thì cái bộ quy tắc đây mình sẽ chia sẻ luôn trong thứ bảy này nhá. Các anh chị và các bạn, những ai thực sự yêu thích cái trường phái Prohibition thì có thể tham gia. Và đặc biệt là kết hợp nó với Ichimoku nữa thì mình thấy đọc chung và dài hạn là xác suất khá là cao. Mà chúng ta đọc được chung và dài hạn, tức là đọc được cái xu hướng dài nó cao, thì chúng ta sẽ cải thiện được cái khả năng trading. Đấy là điều mình muốn chia sẻ trong cái clip này. Và rất mong được anh chị và các bạn ủng hộ. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào sáng thứ bảy tuần này với Aetos. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong clip sau.